sóng thần quy mô lớn, lốc xoáy hủy diệt, thiên thạch khổng lồ, động đất tàn khốc. Ồ, tốt hơn là nên có bảo hiểm. Nhưng tất cả những loại thiên tai này đều chỉ nhỏ xíu nếu so với việc núi lửa phun trào. Một số núi lửa có thể hủy diệt cả một thành phố, như trường hợp của Pompeii, hoặc thậm chí là cả một số hòn đảo ở Thái Bình Dương. Nhưng có một loại phun trào nguy hiểm có thể hủy diệt tất cả sự sống trên hành tinh. Loại này được gọi là lũ Bazan. Nhưng trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu định nghĩa núi lửa là gì. Những dòng kim loại lỏng, nóng và đá nóng sáng chảy sâu bên trong hành tinh của chúng ta. Càng xuống sâu bên trong hành tinh, chúng càng nóng. Nguồn gốc của khối nóng này là lớp phủ hay chính là lớp giữa của trái đất. Nằm giữa lõi và lớp vỏ, những dòng nóng bỏng này được gọi là magma và chúng chảy khắp nơi. Nhưng chúng ta không cảm thấy sức nóng của nó nhờ lớp vỏ dày của hành tinh. Vì magma nhẹ hơn lớp vỏ nên nó luôn tìm cách thoát lên bề mặt. Và ở một số nơi, magma có thể làm được điều này. Tại các điểm giao nhau giữa các mảng kiến tạo, khi một mảng di chuyển xuống dưới một mảng kiến tạo khác dày hơn sẽ khiến magma bắn ra. Khi magma chạm tới bề mặt, nó trở thành dung nham. Chất này thiêu đốt mặt đất xung quanh và nguội đi nhanh chóng. Nó cứng lại và tạo thành một lớp đá mới. Dòng magma tiếp theo sẽ chảy bên trên lớp đá này. Vì thế, một ngọn núi xuất hiện từng lớp nối tiếp chồng lên nhau trong hàng triệu năm. Và trong miệng của núi lửa, vết đứt gãy của các mảng kiến tạo bắn ra magma. Ngọn núi này được gọi là núi lửa. Nó phun dung nham và cho lên bầu trời, sau đó chìm vào giấc ngủ và thức dậy một lần nữa khi xảy ra hoạt động địa chấn. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng một vài ngọn núi lửa khổng lồ bắt đầu phun ra một lượng magma vô hạn. Đơn giản là hiện tượng phun trào không kết thúc và magma bao phủ toàn bộ lục địa. Hiện tượng này được gọi là lũ Bazan, và một ngày điều đó sẽ xảy ra. Khoảng 252 triệu năm trước, ở phía bắc hành tinh của chúng ta có rất nhiều magma tích tụ dưới lớp vỏ trái đất. Hàng nghìn tỷ tấn đá nóng tập trung ở một nơi trên vùng lãnh thổ khổng lồ. Và dần dần, tất cả năng lượng nóng ngùn ngụt này bắt đầu rỉ ra khỏi lòng đất. Khi nóng bắt đầu tỏa ra ở những nơi khác nhau trên khu vực này, mặt đất rung chuyển không ngừng và lớp vỏ cao dần lên hàng trăm mét. Tất cả dấu hiệu cho thấy một thảm họa sắp xảy ra. Và rồi đến một thời điểm, magma bắt đầu phun ra. Những vòi lửa khổng lồ bùng lên từ mặt đất. Bạn có biết những mạch nước phun này ở Iceland không? Nếu có, hãy tưởng tượng những thứ tương tự nhưng cao hơn hàng chục lần, và chúng là dung nham và tro nóng, chứ không phải là nước và hơi nước. Dòng tro và dung nham mạnh đến mức chạm tới các đám mây. Dưới lớp vỏ trái đất có một bong bóng magma khổng lồ, và nó phun ra những tia dữ dội dưới áp lực của đá và đất. Vết nứt ngày càng lớn, magma chảy khắp nơi. Nó bắt đầu lan ra toàn bộ lục địa phía bắc. Dòng dung nham ngày càng lan rộng. Những dòng đá nóng chảy dường như vô tận. Các lớp đá Bazan nóng chảy chồng lên nhau, tạo thành một cơn sóng dung nham khổng lồ cao 50 mét. Cơn sóng dung nham này cứ tuôn ra mặt đất trong hàng trăm nghìn năm, làm ngập các khu rừng, sông ngòi, ao hồ và đồng cỏ. Đồng thời, hàng tỷ tấn tro núi lửa bay lên bầu trời, có thể dẫn đến mùa đông núi lửa do sulfur dioxide trong tro phản chiếu ánh nắng mặt trời. Điều này có thể đã làm giảm nhiệt độ trên lục địa xuống vài độ. Sau đó, bụi và tro có thể ngưng tụ và tạo thành những đám mây khổng lồ và chuyển thành những trận mưa axit độc hại xuống bề mặt trái đất. Sau đó, dung nham nguội đi, tạo thành một tấm khiên dày khổng lồ, ngăn không cho magma thấm ra khỏi quả bong bóng lửa vô tận đó nữa. Thảm họa toàn cầu đã kết thúc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Hàng tỷ tấn magma vẫn đang chảy dưới lớp Bazan rắn chắc. Những dòng sông sôi sục không được lên tới đỉnh nên tản ra hai bên. Quá trình lan rộng này đã làm hình thành những tấm lưới khổng lồ bên dưới lớp đá dày. Chúng chạy theo các hướng khác nhau như mạng nhện và làm nóng vỏ trái đất. Các dòng khí bắt đầu thoát ra từ dưới bề mặt một lần nữa. Ngày càng có nhiều năng lượng tích tụ ở đó cho đến khi một vụ nổ với lực không thể tưởng tượng xảy ra. Ngoài magma còn có carbon dioxide và tro thoát ra bề mặt. Chúng lấp đầy bầu khí quyển và gây ra hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trên toàn hành tinh tăng lên vài độ. Điều này châm ngòi cho một thảm họa khác bắt đầu ở đại dương. Có những mỏ khí metan, một loại khí dễ nổ dưới đáy biển. Dưới làn nước lạnh như băng, khí metan bị đóng băng và vô hại. Nhưng hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển đã làm nóng toàn bộ đại dương. Hàng triệu tấn khí metan bắt đầu nổi lên bề mặt. Loại khí này mạnh hơn carbon dioxide.
Vì thế, khi nó được giải phóng vào bầu khí quyển, nhiệt độ trên trái đất lại tăng lên. Địa cầu biến thành một phòng tắm hơi. Ở những nơi mát mẻ và ẩm ướt trước đây, nhiệt độ đạt đến nhiệt độ của sa mạc Sahara vào thời hiện đại. Tất nhiên, hầu hết các loài động vật và côn trùng không thể sống sót sau một biến cố to lớn đến vậy. Nhưng đời sống dưới đại dương phải hứng chịu còn nhiều hơn thế. Nhiệt nóng và khí metan làm giảm lượng oxy trong đại dương. Cá và các sinh vật biển khác không thể tồn tại trong điều kiện như vậy. Các vấn đề mới phát sinh thêm khi vi khuẩn kỵ khí bắt đầu sinh sôi trong làn nước không có oxy. Chúng ăn khí metan và carbon dioxide và giải phóng hydro sulfur, một chất khiến nước trở nên độc hại hơn nhiều. Khoảng 75% động vật trên cạn và 95% sinh vật dưới đại dương đã tuyệt chủng. Vụ phun trào lũ Bajan này là thảm họa duy nhất trong lịch sử hành tinh đã hủy diệt hầu hết các loài thực vật và làm giảm đáng kể quần thể côn trùng. Một số loài động vật khỏe mạnh nhất đã phải chật vật để sống sót trong những điều kiện này. Hành tinh của chúng ta mất khoảng 10 triệu năm để phục hồi hoàn toàn. Sau đó, quá trình tiến hóa bắt đầu một chu trình phát triển sự sống mới. Ở đây có hai tin tức mới. Tin xấu là lũ Bajan sẽ xảy ra một lần nữa và sẽ có sức tàn phá không kém gì 252 triệu năm trước. Tin tốt là nó sẽ xảy ra trong hàng trăm triệu năm nữa. Nhưng khi điều đó xảy ra, nhân loại sẽ cần chuẩn bị trước. Hiện tượng đó sẽ bắt đầu từ đáy đại dương. Đầu tiên, các vòi phun dung nham cao hàng dặm sẽ bắt đầu làm nóng nước và giải phóng sulfur dioxide vào bầu khí quyển. Tại đó, khí này sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cùng với tro và magma, một lượng lớn nước sẽ bốc hơi. Gia súc sẽ không thể sống sót và mọi người sẽ gặp vấn đề về hô hấp. Mưa axit và độ ẩm tăng lên do sự bốc hơi của các đại dương sẽ dẫn đến các tòa nhà bị ăn mòn. Tất cả các chuyến bay sẽ bị hủy. Mọi người sẽ phải đeo mặt nạ phòng độc. Nhiều loài động vật sẽ không thể đương đầu với vụ phun trào này, nhưng con người sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới. Nhưng rồi, một đợt phun trào khác sẽ diễn ra sau đó. Và thảm họa bất tận này sẽ sớm làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của nhân loại. Thực vật và cây cối sẽ không kịp phục hồi và nguồn oxy sẽ giảm đáng kể. Hãy hy vọng rằng, đến lúc đó, nhân loại đã xâm chiếm thành công các hành tinh khác, bao gồm cả những hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Và bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại hiện tượng. À, khoảng 70% hoạt động địa chấn liên quan đến núi lửa xảy ra dưới nước. Vậy hãy xem các núi lửa bình thường dưới đáy đại dương hoạt động như thế nào nhé. Nước cũng như đất nằm trên các mảng kiến tạo. Do đó, nếu cấu trúc của chúng bị phá vỡ ở những điểm giao nhau, magma sẽ thấm qua. Nhưng không giống như núi lửa trên cạn. Dung nham dưới đáy đại dương không lan rộng theo các hướng khác nhau, đốt cháy mọi thứ trên đường nó di chuyển. Thay vào đó, dung nham đông đặc lại dưới áp lực của nước lạnh. Núi lửa dưới nước có thể phun trào trong thời gian dài với các đợt nghỉ xen kẽ. Magma bao phủ đáy biển. Sau hàng trăm hoặc hàng ngàn năm nữa, một đợt phun trào mới bắt đầu và một lớp đá mới hình thành bên trên lớp trước đó. Trải qua hàng triệu năm, từng lớp một, magma đang tăng lên. Và rồi một ngày nọ, một ngọn núi lửa nhô lên khỏi mặt nước. Magma phun ra từ đó và khiến ngọn núi lửa cao dần lên. Và bây giờ, chúng ta có một đảo núi lửa lớn. Sau đó, ngọn núi lửa lại chìm vào giấc ngủ và sự sống xuất hiện trên mảnh đất mới hình thành này. Magma chảy ra từ lớp phủ của hành tinh, mang theo các nguyên tố hóa học khác nhau. Hỗn hợp nóng này làm bão hòa đất với các chất hữu ích và từ đó thúc đẩy sự phát triển của thực vật và cây cối. Sau đó, các loài chim và các loài động vật khác cũng xuất hiện và đảo núi lửa biến thành một thiên đường. Sau đó, con người đến và mở đường trên thiên đường để xây dựng một bãi đậu xe và một cửa hàng bánh mì kẹp nhượng quyền.